Trời ơi trời, mấy bạn thấy ông Phú thì chị Banda tội nghiệp không? Sáng sớm hai người ra đua heo. Tội nghiệp gì đâu, luôn làm như trong bãi rác không có gì chơi. Hai người nè thằng heo, tôi đang chiến thắng nha. Chiến thắng con khỉ không? Chiến thắng cái thuộc về Red Hood rồi. Trời xong chị Banda chị trời ơi, con heo của chị là con heo ngu. Chị Banda con bé heo của chị giỡn. Chị dám quánh bé heo của em mà chị Banda chị chết. Em có kiếm đây nè, chị dám quánh bé heo của em nè. Mấy con heo này là người ta dùng để ăn chứ đâu phải dùng để chơi đâu, mà ông chị Banda lấy là chơi vậy. Từ từ, bé heo này đua nhanh lắm, mấy mèo nó chạy nhanh kinh khủng luôn á, cho mày biết. Mấy con heo mà chạy nhanh đó, sao bắt mới vậy ông chị Banda, không đi cởi mấy con ngựa, đi cởi mấy heo làm gì? Từ ơi, đua ngựa là chuyện bình thường rồi, bây giờ mình phải đua con gì nó độc đáo nè, hiểu không? Chị dám quýnh chết con bé heo của chị luôn hả chị Banda? Trời ơi, hên là bé heo. Thôi kẹp ông Hú đi chị Banda. Bạn đang quá. Không có cái gì chơi hết trơn cho nên mới lấy mấy con heo ra cởi chơi. Bạn tội nghiệp Hú thì chị Banda dễ sợ luôn. Để mình suy nghĩ coi. À đúng rồi ha, mình mới phát hiện ra được là ở trong Minecraft BE có mở ra một cuộc đua kỳ thú. Chúng ta có thể dùng tất cả những con thú ở trong Minecraft để cởi, để đua ở trong đó. Để mình rủ hư câu chị Banda với Hú thì chịu chơi không mấy bạn? Hú ơi, tôi đang ăn mừng chiến thắng mèo tàng. Ta ăn mừng chiến thắng, nói nghe nè. Chị Banda với Hú hai người muốn đua đúng không? Ừ, tôi muốn đua cái con nào mà nó kỳ thú á mèo. Hôm nay tôi sẽ dắt hai người đi tham gia cuộc đua kỳ thú nè, chịu không? Mèo mà cuộc đua kỳ thú là gì vậy mèo? Cuộc đua kỳ thú có nghĩa là mình sẽ được cởi trên những con thú nó vô cùng là kỳ lạ, hiểu không? Ví dụ như là tôi bình thường mà tôi được cởi lên đầu chị Banda tôi chạy không mèo? Mắc cười quá nằm mơ đi. Thế nhưng mà ở trong đó có con gấu trúc thì chắc chắn sẽ được cởi chị Banda. Hiểu. Những con thú trong đó ví dụ như con Banda sao bà bay được kìa mèo? Tự ta cái gì vậy? Hay bà bay luôn á mèo. Coi chừng bà bị lát đó. Nói nghe nè. Ví dụ như ở thế giới bên bình thường của mình đó là con heo đúng không? Mèo. Nhưng ở trong cuộc đua kỳ thú thì con heo của chúng ta nó sẽ có thêm cái cánh nữa. Những con heo sẽ rất là kỳ lạ. Mèo coi tôi bay được. Hai người đang làm gì vậy? Tôi đang ngồi học ngồi thiền á mèo. Ngồi thiền á con khỉ bóng xây cái chỗ này có cái gì? Đó là gì có gì đâu. Ủa, gì chị Banda? Cái gì đó được vậy? Thì phải cái gì vậy? Hai người chúng tôi là những người thiền định. Hai người kia, coi thử cái này có gì. Ủa, ở đây đâu có gì đâu. Thì bí mật, chị Banda bí mật. Chị Banda chỉ cho mèo. Rồi được rồi, không chỉ tôi. Hai con dẫn chị đi đua cuộc thi, đua kỳ thú cho chị thắng đi rồi chị chỉ cho. Mắc cười quá à, đua cái đó là phải công bằng chứ sao cho chị thắng được, đúng không? Ok vậy. Rồi bây giờ hai người có đi không? Không hơn mình. Đi. Ok các bạn, giờ thì đó, mèo với đến cuối thì chị Banda sẽ tham gia cuộc đua kỳ thú để coi á, một trong ba người ai sẽ là người nhanh nhất cái team Barret này. Bây giờ thì nếu như các bạn thích cái video này, mọi người đừng quên thả like và sub cho mèo với cả team của mèo, đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo, cho mèo có tiền mua mì tôm ăn sáng nha cả nhà ơi. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cuộc đua kỳ thú hay nào. Đi thôi nào. Woo. Đèn. Chúng ta đã đến cuộc đua kỳ thú rồi mọi người ơi. Mọi bạn thấy phía sau của tụi mình có cái gì không nè? Đây là bé rùa. Chúng ta có thể cởi bé rùa này để chúng ta đi thi. Đó, bình thường người ta nói là chậm như rùa, nhưng mà trong đây lại cho cởi con rùa. Thì không biết là một hồi con rùa chạy nhanh hay là chạy chậm nha mấy bạn ơi. Còn nữa nha, ở đây chúng ta có một con thú đen thui sườn đùi. Đây là con kỳ lân mèo. Con ngựa nó gần giống con kỳ lân đúng không ta? Đúng rồi. Thấy cái sừng nó như cái sừng con kỳ lân này mà có cánh nữa. Mình nghĩ là nếu như mà chúng ta chạy đua để chúng ta mở những con thú này đúng không? Đúng rồi mèo. Rồi ok, thì thật ra mèo chỉ mới biết cái cuộc đua này thôi, mèo chưa có biết nhiều về cái thể lệ cuộc chơi. Cho nên là mèo mới đưa ông Phút vô đây để cho ông Phút quảng bá cái thể lệ cho chúng ta chơi. Chứ trong này nó viết toàn tiếng Miên không mấy bạn, mình không có hiểu gì hết trơn á, cho nên để ông Phút ông vô ông coi. Cỡ gì mà mình biết tiếng Miên hả? Mình không có nhờ ông Phút vô đây đâu, mình rủ chị bên đây vô chơi mình thôi. Nhất cái này là tiếng Anh chứ không phải tiếng Miên mèo. Tôi thích nói là tiếng Miên gì, tôi không có biết tiếng Miên, hiểu chưa? Nè bây giờ mình chọn vòng đua ở đây nè, nó chọn vòng đua, đây là vòng đua của tổ ông mèo. Nãy giờ mèo đi vô trong cái nhà ông rồi nè. À đây là nhà ông. Cái nhà ông nè, bây giờ mình đua ở trong cái tổ ông nha. Tổ ông ấy có ốc sên bò qua đó nè, đây là cái đường đua của mình đó đúng không? Đúng rồi, đây là đường đua. Coi nhìn nhức nách quá vậy. Còn con bướm bướm này là sao ta? Con bướm bướm này á là mình phải chạy thắng cái vòng đua này trong vòng 220 giây là mình sẽ mở được cái con bướm bướm này nè. 220 giây là chúng ta sẽ mở được mấy con bướm. À, đúng rồi. Vậy là tất cả những con thú trong đây là chúng ta phải chạy với một cái thời gian nhất định nó mới cho mình mở ra những con thú đúng không? Đúng rồi. Ờ, vậy đâu phải muốn có thú là dễ đâu. Thì ok, mèo vô đây, mèo vô đây nè, vô đây nhắm đây luôn. Chơi trước đi. Ở đây á là những con thú này là nó cái những cái này là mình chưa có mở được nè mèo. À. Nó có rất là nhiều con thú luôn nè. Đó. À, nó để lóc kẹt này mình phải mở ra từ từ mấy bạn ơi. Và giờ nó chỉ cho mình chơi hai con thôi, một là rùa, hai là con chim ưng. Chị bên đây chọn con nào chị bên ta? Chị đi chọn con rùa. Rồi bắt đầu nè. Lên chị bên ta, có rùa. Chạy. Bắt đầu vòng đua thôi chị Banda. Ôi chị Banda chạy nhanh quá vậy. Chạy nhanh quá chị Banda ơi. Cái thú đã chiến hạng nhất rồi. Trời ơi, giảm cho biết màu tím là gì vậy trời. Nhanh quá mèo ơi. Sắp thắng chị rồi chị Banda ơi. Trời ơi, chị Banda chạy ra mất tiêu rồi. Chị Banda đâu rồi? Chị Banda sau lưng nè. Chạy lên đây nè. Ê cái đường này đã hoài, mình vô cái tổ ông rồi nè mọi người thấy không? Đúng rồi, cái này là cái tổ ông mèo.
lên, chạy lên, chạy lên, chạy nhanh lên mèo ơi. Bay lên luôn rồi, chạy cái khúc đó đừng có bay, bay lên chậm á mèo. Bay nè, tôi chạy vô đây, tôi đang đứng hạng nhất nè mèo coi nè nó. Tôi đang chạy rất là nhanh. Ông chờ tôi không? Tại sao tôi phải chờ, tôi phải lấy cái con ông mèo, gì tôi phải lấy được con bướm. Tôi chạy nhanh lắm mèo ơi, bay lên nữa, bay lên nữa, bay lên. Wow, con chim ưng của tôi nó bay rất là nhanh. Ồ, ở đây cái gì đây? Ở đây có đường tắt mèo ơi, ở đây có đường tắt nè. Tôi đang đi vô đường tắt. Mèo không đi được đường tắt rồi. Yeah, mấy bạn ơi, mình từ từ. Mình đã đi vô được đường tắt rồi. Ui bài bài né ra. Con đùa như nó giỡn với tôi hết sao. Trời ơi, tôi đâu có biết đâu mèo, tôi đang chạy rất là nhanh và con chim ưng của tôi bay. Nó không lộ không cho tôi đi đường tắt rồi. À biết đâu, tại nhiều khi con rộn có cánh đó mèo. Em đã về được, em còn 2 vòng nữa là xong rồi chị Panda. Em cũng 2 vòng nữa nè. Con chim ưng này công nhận chạy đúng nhanh luôn chị Panda ơi. Ủa hay hả? Nè, em đang chạy đúng lẹ luôn nè. Tại đường tắt, đường tắt. Ồ, mấy bạn coi anh á là mấy bạn sẽ biết được đường tắt luôn. Còn mấy bạn coi của mèo, bạn không thể nào biết được đường tắt để đi được đâu mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi còn... Ủa, sao chị có đường tắt vậy? Trời ơi, em đi đường tắt đúng nhanh luôn chị Panda. Nhất định là lần này em sẽ mở ra được cái con bướm chị Panda ơi. Nhanh lên. Chị mới có đi vô cái hang là. Nè nè, em đang đi đúng nhanh luôn chị Panda. Em đi nhanh kinh khủng luôn á. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tôi mà chờ mèo làm sao mà tôi mở được con bướm mèo ơi. Chiêu. Đều chơi được luôn. Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi sẽ mở con bướm bướm, có thể là cho một mình tôi chơi rồi sao, đúng không? Nè 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 nè. Tôi đâu có biết đâu, tôi đang chạy nhanh lắm mèo ơi. Chắc tôi về kẹp rồi. Còn một vòng nữa thôi mấy bạn, còn một vòng thôi nha. Tôi đã thấy một vòng kìa. Đường tắt thì phải chơi thì nhìn kỹ kỹ vô. Ở trong cái map này có 2 đường tắt đó chị Panda. Nhìn kỹ kỹ vô. 2 đường tắt luôn hay là 1 đường? 2 đường tắt, tôi đang chạy nhanh lắm mèo ơi. Nè, 2 đường tắt lận. Nè, thứ nhất là một cái đường tắt ở đây nè nó. Mình quẹo vô cái gốc cây này đó. Úi ứ rồi xong té luôn rồi. Té như vậy là mình thua rồi mấy bạn ơi. Chắc mình không mở được con bướm quá. Nè, chị về được vòng thứ 2 rồi. Nè, đường tắt ngay cái trong cái tổ ong nè. Luôn á chị Panda, cái chỗ okay. Đường tắt ngay đó. Cái chỗ này đáng lẽ mình không nên bay với mấy bạn, bay là sẽ rất là chậm luôn á. Nè. Cái chỗ trong cái chỗ có nhiều lá là đừng có bay, bay là bị chậm á. Ủa? À hèn gì chị bay lên chị bị vướng. Đúng rồi, bay lên là bị vướng á chị Panda. Cái đường tắt thứ hai là nó nằm ở ngay cái thác nước nè. Bay qua chéo. Từ từ mình phải lấy cái miếng màu xanh mấy bạn, đừng có lấy cái miếng màu xanh lá cây nó bay lên nó chậm rì rồi nó. Nè. Đó. Đường tắt đầu tiên là ở trong cái tổ mà ông á mèo. Ở trong. Ừ, rồi xong tôi về đích rồi mèo ơi, tôi thắng rồi. Yeah. Bụp. Thắng rồi. Yes. Thắng rồi. Mấy bạn thấy anh hay không mấy bạn? Ở trong video của mèo mà anh chiến thắng luôn. Đợi đó lần sau tôi thắng trông coi nè. Rồi xong luôn, Phú chạy được 212 vậy. Rồi, tôi đã được con bướm rồi mèo. Nè, tôi mở được con bướm cho tất cả mọi người nè. Wow. Em chấn trọng con bướm được không? Được, cái này là lấy thử con bướm thôi. Nó con bướm đó. Con bướm đẹp quá trời luôn mọi người. Đó. Rồi bây giờ ai muốn tôi mở con gì nữa nè, tôi sẽ đi mở tiếp cho coi. Tả thiệt luôn mọi người. Ê mèo, bây giờ mình chạy qua map Trung Quốc đi mèo, mình sẽ mở con rồng mèo. Con rồng Trung Quốc. Ừ, nè đây, cái map Trung Quốc ở đây nè mèo, mà chạy qua cái nhà hình cái nhà kiểu Trung Quốc đó. Ê con bướm chạy ve được không mọi người? Mọi người biết gì không? Cái nhà kiểu Trung Quốc kìa mèo. Đây đây thấy rồi, tôi vô đó, tôi bay vô. Nè, vô đây. Bay vô mọi người. Mèo con rồng nè mèo ơi. Map này mình có con rồng nè mấy bạn. Sau khi mình hoàn thành map này trong vòng 320 giây thì mình sẽ mở được con rồng. Ok, 320 giây thời gian lâu khỏe. Nè, nhìn nè, thấy chưa? Nhìn cái map nè, thấy có đường tắt không? Thấy không? Lên, bắt đầu lên tới cái quẹo, mình quẹo tay trái đi. Đó, là mình sẽ chạy vòng một phát đường ngắn thôi. Nếu như mà mình quẹo tay phải thì mình sẽ chạy một đường rất là xa luôn các bạn thấy không? Tào lao quá bà nội, bây giờ mình phải vô map mình đuôi đi mình mới biết được đường. Chứ cái bản đồ này nhiều khi nó cũng chỉ đúng đâu mèo. Tôi nhớ là một hồi tôi sẽ quẹo tay trái. Rồi xong, okay. Mẹ nhớ hồi nó là... À, con bướm này chị Panda. Mình chọn con bướm. Mình sẽ con bướm. Đè liền cái nút chọn con bướm luôn mọi người. Đè liền nút chọn con bướm luôn. Sao lưng, sao lưng mèo, sao lưng, sao lưng. Sao lưng hả? À đây. Nhanh lên đi. Chạy nhanh, chạy nhanh. Đẹp quá. Cái chỗ màu xanh nha, đừng có bu vô chỗ màu đỏ nha. Đất ơi. Ừ ơi, tôi lại tiếp tục chạy nhanh nữa rồi mèo ơi. Ok, chị đừng tắt chơi. Đừng tắt. Em đâu có biết đâu, màn này em mới đi mà. Em hút cho chị coi. Trời ơi, đu đích đi, bu vô đây đu đích tôi nè. Đu đích, đu tắt cho coi. Ai đó cái bạch vậy, ai đó cái bạch. Mèo mèo đang chạy nhanh nhất á mèo, mèo đang hay nhất á. Ráng lên mèo, chạy trong vòng 320 giây là mèo sẽ mở được con rồng đó mèo. 320 giây chúng ta sẽ ráng mở con mắt to to ra, vì khi trong đây có đường tắt á. Đường tắt ở đâu người ta? Nhìn lên thì cứ chạy đi. Tôi không có dặm vô cái nút slow, tôi đang chạy nhanh nè. Kiếm cái đường tắt coi. Từ đang tìm đường tắt nè. Tôi chạy sau lưng ông có đường tắt là tôi cũng sẽ lủi theo ông thôi. Ôi mày ơi. Tôi đâu thấy đường tắt ở trong map này. Khó kinh khủng luôn. Đúng rồi, cái map này nó khó bởi vậy nó cho mình thời gian nhiều đó mèo. Ôi trời ơi, cái map khó quá. Cái map này hình như là không có đường tắt luôn mèo ơi, có nè, hồi nãy mình coi bản đồ mình thấy có đường tắt.
tắt tôi không thấy đường tắt luôn, cái map này nó rộng như lắm mèo ơi. Trời nó kiểu như đang chạy trên dạng lý trình thành. Tại sao con bướm bướm này nó lại bay chậm như thế? Tôi đâu có biết đâu, chạy nhanh lên đi. Nó đúng là bướm luôn á, nó chỉ hả cà lết thôi chứ nó có bay gì nổi đâu. Tôi thấy con bướm này nó chạy nhanh kinh khủng đó mèo, mèo nói gì vậy? Chạy nhanh hả? Tôi thấy nó chạy nhanh kinh khủng. Ui dạ, từ khi tôi vô với cái chỗ giảm tốc tôi. Rồi, tôi phát hiện ra đường tắt rồi nhưng mà mình không có đi được vô đường tắt mấy bạn ơi. Sao vậy? Tại vì tôi đi không được chứ sao mèo? Thôi cái map này khó quá. Thế luôn, nó khó kinh khủng, khó kinh dị Mỹ luôn nè. Ôi trời ơi. Không biết là tôi có chạy kịp trong vòng mấy trăm giây không ta, trong vòng 300 giây không? Thôi tôi từ bỏ cái map này luôn. Ê con bướm này nó cũng từ bỏ chị luôn. Từ ơi, nó từ bỏ chị nhưng mà em không có từ bỏ chị Banda ơi. Em đã phát hiện ra đường tắt rồi. Không, tôi nghĩ hết con nào cũng được hết á mèo, con nào cũng vậy hết trơn à, nhưng mà quan trọng là mình phải lái như thế nào thôi mèo ơi. Trời nó khó lái. Lái giỏi lắm mèo ơi. Cái cánh của con bướm nó làm cho tôi không thấy đường, nó khó lái kinh dị luôn. Trời ơi, không biết là chạy nổi không ta. Trời ơi, con bướm này nó không vô nhà đúng không? Ủa, không vô nhà không lái được con bướm luôn á, nó không vô nhà phải canh, phải biết né kịp được. Tôi hiểu tại sao trong nhà này mới ra được luôn. Hiểu tại sao cái map này mình phải nên chọn con rồng rồi. Con rồng nó mỏng đúng không? Ừ đúng rồi, nó mỏng nó lặn được, còn con bướm bướm mình ham hố mình lựa cho đã thì nó chào bá nó khó lái. Con bướm nó bay nữa nè trời. Tôi đang bay luôn nè mèo, rồi xong chạy tiếp, hình như phát hiện ra thêm một cái đường tắt nữa nha, nhưng mà vô không có được mèo ơi. Đường tắt khó vô lắm, vô không được hả? Ừ, đường tắt cái map này á phải khó vô lắm. Một hồi tôi nhớ là có một cái đường tắt ở trong cái nhà này, có đường thẳng băng luôn cho mình chạy luôn. Phải không? Ừ. Ôi trời ơi, một hồi tôi sẽ chạy đường tắt cho các để bạn tôi xem. Để tôi ráng, tôi chạy từ từ, tôi kiếm cái đường tắt thôi, tôi kiếm được không? Trời ơi, mèo chị Panda cứ chạy từ từ thôi, còn tôi sẽ chạy nhanh, tôi sẽ mở con rồng cho hai người ha. Để tôi được á, tôi ráng tôi thông thả thử coi sao. Nè, cái đường tắt ở phía này nè nè, ở đây có cái đường tắt này nha. Ui da nè, đường tắt nó nằm ở bên này đó, đúng y luôn, đường tắt thẳng băng nè, đường tắt thẳng. Nó nằm ở đâu ạ? Trong hang hay là ở trong nhà? Vô trong nhà đó, nhưng mà phải qua cái cua rồi chị hãy quẹo tay trái, lúc đó nó sẽ xuất hiện cái đường tắt thẳng băng luôn nè chị Panda. Trong nhà hả? Trong nhà có cái đường, có hai đường á, chia ra là quẹo tay trái nha. Gì tay phải. Quẹo tay phải. Ok, thấy rồi. À, đây nè, quẹo đường tắt thẳng băng tồi ơi. Trời ơi, tôi về đích luôn rồi nè nó. Ôi, khỏe lắm chị ơi. Rồi. Tới phải qua cái cầu á hả? Ngã ba gì đó, chị có quẹo đường tay phải á là chị qua được đường tắt á chị Panda. Ngã ba ngã tư gì chị quẹo. Em không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà em đang là người dẫn top 1 và không ai có thể địch nổi em chị Panda. Trời giấy người ra ông ha. Giờ tôi chị Panda nhường ông luôn á, cho ông về mua được Pikachu thôi chứ không có gì đâu. Pikachu, cái đó con rồng mèo. Ông quên con rồng chứ. Trời ơi nó mừng quá, đi đường tắt nó nhanh hơn chị Panda ơi. Trời ơi, giờ này mà hai người chơi mà mới phát hiện ra đường tắt là quá chậm trễ rồi. Không, cái vòng cuối là tôi thấy tôi chạy ngon lành cành đào rồi nè. Hên là con mắt của tôi nó tin nó mèo, tôi vừa nhìn vô một phát là tôi biết ở đâu có đường tắt liền. Đúng rồi, phô. Tôi thiệt là tin mắt quá đi. Tôi chạy tới cái cánh con bướm bướm nó bự nó sạn ra một cái là hả quẹo vô toàn là mấy cái điểm ngừng không á hút. Từ tôi còn chạy vô điểm chạy nhanh không đây nè, tôi có bị ngừng đâu mèo, nói gì kỳ vậy. Cánh con bướm nó sạn cho em bướm quá nó đi. Nó sạn vô mấy cái chỗ mà cái điểm mà hả chị phải bay trên trời không ha. Ừ, từ vậy là chị chơi bay luôn chứ ra chứ thật chị phải chơi chạy đua chứ ta. Nè cái đường tắt đi qua hai ô quẹo một cái xong rồi tới một cái ngã ba có ngay cái chậu nước quẹo bên tay phải nó, lúc đó sẽ có cái đường tắt chạy thẳng băng à. Ừ, tới ngay cái chậu nước quẹo tay phải là một ngòi, mọi người tới đó là mọi người sẽ thấy cái chậu nước có cái cây trong đó đó là quẹo tay phải đó là chuẩn luôn á. Nè tôi về đích rồi nè mèo ơi, về đích tới rồi. Wow, trời ơi chị mới từ cái chậu đích xuất khoát luôn á. Từ chị Panda, chị chạy chậm như trâu chứ cái con bướm này chị tính sao nó có cánh nó bay ai ngờ nó không bay. Rồi xong em thắng luôn rồi nè nó. Trời ơi thắng game này dễ mấy bạn. Vậy mình là chạy đại diện lấy rồng mới được. Chị Panda Red Hood lúc nào cũng là người mạnh nhất tim, nhanh nhất tim luôn chị Panda. Tại cái đường này thông minh nhất tim luôn. Nè tôi đứng đây tôi chờ mèo nè. Tôi đang lết về đây. Cố lên. Vũ ba ca gì. Ừ, cố lên mọi người ơi, cố lên nào. Mình ráng mình mở hết đi, rồi khi được 100.000 like mình sẽ thuê mình lái con Pikachu cho nó khỏe. Rồi xong, mèo đã về đích rồi. Bao mệt luôn á. Còn mỗi chị Panda thôi. Cố lên chị Panda. Cố lên. Bây giờ tụi mình sẽ ráng tụi mình chạy để tụi mình mở những con thú trong đây. Cho đến khi video này được 100.000 like tụi mình sẽ vô lấy mấy con thú. Mình sẽ chạy từng map mình đua với nhau được không? Được. Mấy bạn nhớ nhấn like nha mấy bạn ơi. Cho cái video này được 100k like nha. Nếu như video này được 100k like thì tụi mình sẽ stream đua hết tất cả, cởi hết tất cả những con thú trong cái map này cho mọi người xem luôn nha. Rồi, chị Panda về. Mừng vợ. Rồi xong. 200 mở được con rồng rồi kìa. Nè, đây là con rồng. 200 mấy giây. Trời ơi, em chạy 297 giây chị Panda. Em chạy 328 nè, là em cũng được con rồng nè. Cái nút chạy hơi bị lẹ luôn chị Panda ơi. Wow.
ơi, mấy bạn thấy con rồng với con bướm, mấy bạn thích con nào hơn bạn comment phía dưới cho mèo biết nha. Tổ đảo quá con rồng. Ê mọi người, bây giờ còn mỗi một con cuối nữa mọi người. Con nào con cuối chổi mà. Thần mà. Ê còn con chổi thần với lại con người ta. Cái này là nhà phù thủy. Còn thảm bài. Chổi thần với thảm bài. Ừ, rồi, còn chổi thần với thảm bài. Tôi cũng có thảm bài vậy mình cho chổi thần đi mà. Ừ, cái nhà màu tím nè là phù thủy nè mèo ơi, vô đây vô đây. Chúng ta sẽ đua cuộc đua phù thủy. Vô đây. Cái chổi thần là 280 giây nha. Từ nhìn bản đồ. Ở đây nè có một cái đường nha mọi người. Ở đây là cái khúc này là cái khúc bắt đầu nè, xuất phát chạy qua con nhện xong chạy vô cái nhà phù thủy. Ồ cái vô cái nhà phù thủy này tôi không biết đâu chạy luôn. Ồ vô nhà phù thủy sao mà làm gì ta? Được cái hố hố độc này đó là sao? Ok cứ chạy thử đi. Nó okay. Vô đây tôi sẽ chọn con rồng của tôi. Tôi sẽ chọn con rồng. Chọn con rồng đi mấy bạn, cho nó mỏng mỏng đi. Đó. Nha, cái màn này có vẻ dễ nè mèo, nhìn có vẻ dễ. Rồi lên đây. Đội mắt phù thủy tới thôi. 3 chạy. Ôi con rồng bay lên chậm lắm mọi người. Hèn chạy nhanh quá. Ơi, hình như, đường này đường tắt, hình như đường này đường tắt chị bên đây. Ôi trời ơi không biết đường. Nè chạy vô cái hầm nè. Trời ơi không biết đường không thấy được. Nè cứ ráng chạy sát theo tôi đi là sẽ biết đường thôi. Okay. Hập xuống chạy qua nó. Hập xuống bay qua. Rồng bay rồng bay. Rồi ráng ráng chạy lên mấy cái ô màu xanh tăng tốc mọi người. Ráng chạy vô ô màu xanh tăng tốc này không. Chạy không chạy nhanh muốn chết mà chạy theo cho kìa. Trời ơi mẹ chạy nhanh hơn tôi rồi kìa. Nó thấy chưa. Mới ăn hên cú đó đó. Rồi xong luôn mẹ chạy xa tôi một phút luôn. Hình như mình vô được ngôi nhà phù thủy rồi đó. Ừ cái này là vô ngôi nhà phù thủy nè. What gì? Tôi cái này biến qua mèo. Ờ cái gì vậy? Mình lựa vô cái chai hút đi, mình lựa chai hút nào cũng được á, vô lại một chai đi mèo. Ok. Ê không phải vô chai hút đâu, vô cái đường này nè. Cái gì vậy? Tôi không biết. Vô cầu hang lên cầu hang. Đang đi đâu nè, tôi không biết tôi đang đi đâu đâu. Mình lên vô đúng chỗ rồi đó, ráng chạy lên chạy lên. Rồi bị chậm lại luôn. Đã quá vậy. Một cua. Cái máy phù thủy này tuyệt vời mặt trời. Vô mình đi vô cái đó là nó biến, mình đi qua cái chỗ này nè. À hiểu rồi, mình vô trong cái lò đó nó biến. Ủa nãy giờ mình qua được đất một nào chưa vậy bà con? Chưa. Sắp tới đó, sắp tới đó. Ừ. Ui da. Chỗ đó có gốc cây nè ơi. Ui da, đặt đầu vô cái nữa. Nên tôi ghét thì chứ ba cái chỗ bay nhìn nó đẹp thì thôi chứ nó bay chầm rì à mèo ơi. Nhưng mà cái máy mình chơi rồng được tại vì con rồng nó mỏng nó đi qua mấy cái chỗ nó dễ lắm. Mình lấy con rồng trước mình mới chơi được cái mắt này. Tới đích rồi kìa, chị đang rồi. Con xin đá chạy. Thôi rồi một vòng rồi, các kỳ này mèo thắng quá mèo ơi. Cố lên. Trời ơi, chị được một vòng đầu tiên. Cố lên chị Minh Đa ơi. Vô trong hang. Mà cố lên. Chui vô nè, hụp xuống. Bay qua. Tôi thích cái chỗ này nè. Cái map này chạy vui được cái chỗ này nè. Sao công nhận map này mèo chạy lẹ quá mèo. Mèo chạy đúng lẹ luôn mèo. Chắc tại con rồng nó không làm cho tôi bị ảnh hưởng. Tôi chạy không lại mèo luôn á mèo ơi. Mèo chạy đúng nhanh luôn. Càng ngày mèo càng xa tôi thiệt xa luôn mèo ơi. Tôi cái con bướm bướm á, tôi bị cái cánh của nó làm cho tôi. Cái gì vậy? Mèo xa chết. Chết ghét tôi đang chạy ra. Rồi mèo chạy lại luôn, chạy lại từ đầu luôn. Chắc là mèo xui hay sao mèo ơi. Cái gì chạy vậy? Tời ơi tời. Vậy là sao mà không được mèo mèo hoàn thành một mèo còn một vòng cuối, tôi còn hai vòng, sao không? Cái đó là mèo hoàn thành nhanh hơn tôi luôn mèo. Really? Ừ, mèo còn một vòng cuối kìa. Oh my god. Holy shit mèo. Ồ cái đó y như hack luôn mèo ơi. Vậy là tới đó mình nhảy xuống kìa cho hết đi. Không phải, cái đó sao mà chết được? Không biết. Trời chị cũng mới quất cái ạt chết nè. Mà chị Panda còn hai vòng kìa, em còn hai vòng kìa, nhưng mà sao mèo còn một vòng kìa. Ủa chị đã tính hay hết. Chị Panda chạy ngược rồi bà nội. Cái cách này rồi. Dạ cái cách, tôi muốn coi thử. Tôi dây nhất rồi. Mèo dây nhất rồi, cách nào vậy mèo? Không biết, cái nhảy này đó là chết thôi. Ủa mèo hát rồi chị Panda ơi, mèo hát rồi. Chết rồi. Từ ơi từ. Chị chết rồi, chị leo lên con rồng. Nè bây giờ tôi mới chạy qua nè, từ ơi từ. Hello chị Panda. Cái đó là một hành động ăn gian luôn chị Panda. Đúng ăn gian chị luôn. Chị cũng mới chết một cái hứa luôn nè. Cái map này nó thiên vị với tôi thì phải. Cái map này mèo đã chạy nhanh hơn tôi rồi mà mèo còn chết cái mèo hồi sinh vô mèo hoàn thành đích luôn chị Panda. Ủa không hiểu hả? Không hiểu. Thử con có bị vậy không? Không, tôi đâu có bị, tôi đâu có được đâu. Hồi nãy chị chết đâu. Này ông nè. Đứng lại đó dài dài không? Đứng lại đó dài dài. Nè. Ông rớt ạch xuống dưới đó, ông đứng lại dài dài thử coi nó có sao không? Để tôi thử coi ha, cái map này tôi thấy nó sao sao. Panda chờ chị tới với Tôi nằm trọn vẹn trong cái lò thuốc độc đó luôn á. Nè, tôi nè, tôi đứng đây nè. Đó. Đó, tôi đâu có được chết đâu. Vậy à, cái này do ăn ở rồi. Cái này tôi đâu có được chết. Cái này do ăn ở rồi bạn ơi. Rồi xong rồi tôi phải chạy. Chị chết nữa. Chị chết. Rồi chị đeo lên con rồng, chị chạy, chị Panda đeo lên con rồng. Chờ con rồng chị hiện đâu. Rồi chạy qua cái nước này đi. Chị Panda không có chạy qua được đâu. Chị chạy bộ qua, chị chạy bộ qua. Chị chạy bộ qua. Con rồng của bà đâu. Ủa bà đang hoàn thành trước tôi luôn vậy. What the hell. Thấy chưa, lạ lùng vậy đó. Trời ơi trời, giờ tôi đang chạy về luôn nè. Cố lên hết à. Tôi là một tay đua chân chính, tôi không có ăn gian mèo. Ủa này nó phải ăn gian đâu, này là do nhà sản xuất nó đã định sẵn vậy rồi hiểu không? Tại cái đó chắc là một cái đường tắt, siêu đường tắt quá mèo ơi. Đúng rồi, đường tắt á. Cái đó là siêu đường tắt luôn. Cái đó gọi là đường chết mà hắn á. Đường chết mà hắn, còn giờ em mới lái con rồng của em bay về nè chị Panda. Banh đầu xe về luôn nè, quê quá. Xe đất về. Ừ nè. Mèo qua anh tới giờ 117 giây. 117 giây à, lấy cái chổi bay liền.
Ừ ta ơi, trở bay nè. Lấy trở bay chị Panda. Ôi, để em lấy thử trở bay nè. Ok, mình mà thắng được một vòng cuối nữa là mình hoàn thành luôn mèo. Mình chạy qua cái thằng Ái Cập á. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái thảm bay nè. Thắng một vòng cuối nữa là mình hoàn thành luôn á mèo ơi. Trời thôi đi cái trở bay của tôi nó rớt xuống nước luôn rồi. Ok các bạn, một vòng cuối cùng là lấy thảm bay của Aladdin mấy bạn. Lấy xong thảm bay là mình sẽ có được cái con kỳ lân luôn mèo. Đúng rồi, nhiều khi lấy xong thảm bay mình phải chạy một cái vòng nào đó thì mình lớn mới được cái con kỳ lân. Không, lấy xong tất cả mọi thứ là mình sẽ được cái con kỳ lân. Rồi mọi người nhanh chóng thả cho video được 100.000 like đi. Chúng ta sắp có một tiết mục live stream với cái map này rồi đó mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ok, tôi sẽ chọn cái gì đây? Chọn con rồng đi, con rồng này có vẻ hơn. Cái chổi đi ha. Rồi, 3, 2, 1, chạy. Chạy được không? Rồi, nhanh lên. Chị Panda phải chạy điên rồi mèo ơi. Chạy đâu vậy? Sao bạn này chạy nhanh quá ta? Bạn này cái chổi. Ủa con rồng vẫn chạy nhanh hơn cái chổi nha. Nè nè, con rồng vẫn chạy nhanh hơn. Cái màn này hơi khó nha mọi người. Con rồng, con khỉ với con rồng. Wow, tôi vẫn là người đang dẫn top 1. Lúc nào tôi cũng là top 1. Ui, 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 ui. Em mà chạy tôi chi, em mà bắt trước tôi chi. Mở to con mắt mình ra. Mở to con mắt ra, nhìn đường đi mọi người. Đừng có chạy theo người khác, chạy theo là chết. Cái tôi đang chạy nhanh lắm. Nói hoài luôn. Trời ơi, tôi đang chạy nhanh lắm. Cái chổi này cà lia tầm bảy không à. Đổ hờ cái chổi nữa. Đổ hờ cái chổi nữa. Trời ơi, chạy gà xong rồi đổ hờ cho cái chổi. Nó lia qua lia lại. Nè, bạn này có một cái đường tắt nè. Cái đường tắt này phải chạy vô trong đây xong rồi quẹo ra, quẹo tay trái nha. Ui, mèo bắt trước, quẹo đường tắt giống tôi hả mèo? Nhưng mà không quẹo được, tắt quá. Trời ơi, trời, mèo chừng nào mèo quẹo được đường tắt là mèo sẽ thắng. Màn này Red Hood tiếp tục thắng rồi mấy bạn ơi. Woo. Trời ơi, tôi chạy gần tới đích luôn này mèo ơi. Tôi biết đường tắt màn này mà. Trời ơi, ngon lành cành đào luôn mèo. Tôi chạy đúng kiểu ngon lành cành đào luôn á. Đường này nè mấy bạn. Màn này mới là đường này là đường tắt nè. Tại đường này nó có cái hai cái chỗ bật nhanh luôn mấy bạn. Nhưng mà nó phải vòng qua cua. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời, tôi về đích rồi. Ui, 2/3. Ui, 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 nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, bụng mèo vòng cua chi. Chết đi là vừa. Tào lao chứ. Chết tự nhiên cái đang chạy nhanh gì mà đòi chết cái gì. Tôi là chạy bờ rồ, tôi không cần phải chết để về đích mèo. Tôi chạy bờ rồ để về đích. Chạy đi, ông mở thảm bay của Aladdin. Trời ơi, tôi chạy bờ rồ là được rồi. Chạy tôi lũi với tường không hả? Em bờ mèo lũi với tường. Màn này khó quá, không thấy đường. Trời ơi, màn này tôi chạy đúng dễ luôn. Chị Panda với mèo không phải là đối thủ của mình mấy bạn ơi. Chị nhiều khi vô cửa con rồng á cho nên mới chạy được vậy á. Ôi đố hờ với con rồng nữa đó. Trời ơi, nó thật là đơn giản luôn. Tôi vừa chạy chưa về được vòng nào hết à. Hồi nãy chị bị quay ngược, chị chạy lộn đường. Trời ơi, bà Panda này. Tâm vô giáp xong cái chị đi quay đầu. Bà Panda này ngáo đá rồi. Tâm vô giáp xong đi quay đầu là luôn. Bà hẳn chị. Ui dao, ui dao, ui dao, ui dao. Ui bay lên nữa chứ. Ôi. Không nên bay, không nên bay. Mình phải đi qua cây cầu á mấy bạn. Bay lên là chạy chậm ấy. Bay lên cây cầu là chạy chậm hả? Bay lên là chạy chậm á. Bay lên chạy chậm nên đừng có bay nha mọi người. Né né nó cho bay bay ra nha. Chắc chắc giờ tôi thử quẹo đường này có ra như thế nào. Vô đường này coi. Ôi tính là đường bên tay phải mới là đường nhanh hơn á mèo ơi. Không, hai đường giống nhau, hai đường giống nhau. Tôi nghĩ đường bên phải là cái đường chạy nó chậm hơn, tại vì nó có khúc cuối nó bay lên đó mèo. Nè, tôi hoàn thành nè, rồi một lát cuối cùng luôn, tôi sắp thắng tới rồi. Trời ơi, từ tôi chạy đơn giản luôn á mấy bạn nào mà có cái đường này khó chạy quá. Sao chạy bỏ xa tôi luôn hả hút? Từ tôi đâu có biết đâu, tôi chạy tôi nghe đơn giản vô cùng luôn mèo. Sao chị chạy toàn là lọt xuống hố. Trời ơi, thấy chị Panda luôn kìa, tôi chạy tôi quanh tôi thấy chị Panda luôn. Tôi chạy tôi quanh tôi thấy chị Panda luôn. Tôi nhanh tới mức mà tôi thấy lại chị Panda luôn đó mèo. Trời ơi, giật mặt nó luôn hả? Ờ, giật mặt nó đi một lần nữa luôn nè. Nó thì ghê quá hay là luôn. Chị Panda chạy sao hả? Chắc hả? Sao vậy? Chắc cái game này làm để cho tôi chạy hay sao mèo ơi. Trời ơi, tôi chạy đúng lẹ luôn kìa. Chắc chuẩn bị chắc tôi thấy mèo lại một lần nữa luôn đó mèo. Tôi chạy vòng cuối rồi bạn. Vòng này nữa tôi nè, vô cua nè, quẹo đường tắt, lách qua một cái. Ủa, bạn đây hậu vào dạ chờ chị chứ, dạ chờ chờ không bao giờ chờ chị chị Panda ơi. Đó, né cái này ra. Trời ơi, chạy đúng. Trời ơi, chị còn tới hai vòng nữa, trời cưng chắc chị chết. Con rồng này sao nó chạy kiểu sướng kinh khủng luôn nghe, tôi thấy con rồng chạy sướng luôn á. Con rồng cái chổi này chạy khó quá. Nè, cái khúc cua này bên này nó nhanh hơn nè mọi người. Nó khúc cua bên này nó nhanh hơn nha. Cũng nhớ là quẹo bên tay trái nha. Tại vì nó có hai điểm chạy nhanh lận. Và khúc cuối nó bị bay lên. Ủa, khúc cuối cũng có bay nè. Bay. Ừ, bên nào cũng có bay hết á. Chắc là hên xui thôi. Rồi, tôi hoàn thành rồi. Yeah. Rồi nè, tôi nè. Ừ, trời ơi, tôi chờ mẹ đây, tôi chờ tụi khùng của mẹ. Còn chị Panda nữa là xong, chị Panda. Chị Panda chờ bà chạy lâu lắm luôn á. Bà chạy chị Panda xong cái em cũng quên một rễ đây luôn rồi á. Rồi, chị Panda về, chị Panda về. Ừ, tao là đất cũng tôi. Rồi, thắng 264 giây. 264 giây. Mở được rồi nè, mở được cái thắng rồi. Trời ơi, thắng
ơi, mở ra con kỳ lân rồi kìa mèo. Hả? Mở ra con kỳ lân thôi. Đi ra lên. Wow. Đi ra coi kỳ lân đó bạn. Tôi lên con kỳ lân trước. Wow, kỳ lân. Ôi, kỳ lân chưa. Ủa, kỳ lân. Kỳ lân chạy nhanh lắm mèo, kỳ lân chạy nhanh lắm. Wow, kỳ lân. Ai ra kỳ lân xuống nước. Rồi xong, kỳ lân em cũng xuống nước. Có kỳ lân của Red Hood là có kỳ lân Red Hood không xuống nước nè, kỳ lân rồi, kỳ lân xịn nè. Thì mình đi lấy lại con kỳ lân mới được. Ok, xong rồi mọi người, cuối cùng thì tụi mình đã hoàn thành hết 4 cái map. Và trong đó thì Hú thắng 3 cái map, còn mẹ chỉ thắng được 1 cái map thôi. Thì nếu như mọi người thích cái video này của mình, các bạn đừng quên hãy like và sub cho mẹ và cả team của mẹ nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bạn nào muốn tụi mình livestream cái map này nữa thì mấy bạn hãy cho video này được 100 ngàn like nha. Goodbye mọi người.